Thi đấu xuất sắc trong trận thắng U23 Malaysia 1-0, tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cũng là cầu thủ U23 Việt Nam phải đi kiểm tra doping theo lựa chọn ngẫu nhiên của ban tổ chức. Hùng Dũng đã thi đấu trọn vẹn 120 phút và liên tục có mặt ở nhiều điểm nóng trên khắp mặt sân trận bán kết với U23 Malaysia. Anh cũng chính là tác giả pha đá phạt thuận lợi, giúp Tiến Linh đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 110. Sau trận đấu, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam như thở không nổi sau 120 phút chạy và tranh chấp liên tục. Nhưng chỉ được nghỉ đôi chút, Hùng Dũng đã được ban tổ chức đưa đi kiểm tra doping theo lựa chọn ngẫu nhiên, trong khi các đồng đội được ra về trước. Tại SEA Games 31, Hùng Dũng cũng là cái tên đầu tiên của U23 Việt Nam phải kiểm tra doping. Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra doping, Hùng Dũng mới trở lại khách sạn nghỉ ngơi cùng toàn đội. Ở SEA Games 2019, Hùng Dũng cũng tham dự với tư cách cầu thủ quá tuổi, từng một lần bị chủ nhà Philippines kiểm tra doping. Không chỉ thi đấu xuất sắc ở trận bán kết, Hùng Dũng còn chơi xuất sắc ở vòng bảng để giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng A. Anh ghi hai bàn thắng quan trọng vào lưới U23 Indonesia và U23 Myanmar. Sáng 20 tháng 5, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã di chuyển từ Việt Trì về Hà Nội để chuẩn bị cho trận chung kết với U23 Thái Lan vào ngày 22 tháng 5 tới trên sân Mỹ Đình. Theo lịch dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút hôm nay trên sân tập trung tâm đào tạo trẻ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.